Còn đây Di Hoa, chào mừng các bạn đã đến với MTP. Ok, hôm nay mình vừa mới nhận được gói đồ từ các anh shipper. Thì mình lên đây, cái mình bật máy quay liền giữa văn phòng luôn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip review những cái mắt kính. Những cái mắt... mắt kính hay mắt kính nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm video clip review những cái mắt kính mua trên mạng. Cụ thể là mình mua trên Lazada và nó có giá dưới 100.000. Wow, 100.000, thật ra là mình xưa giờ mình xài mắt kính hầu hết là dưới 100.000. Nhưng mà đa số mình đều đi ra ngoài mua. Mình mua ở đường Hồ Xuân Hương. Ủa đúng không? Đường Hồ Xuân Hương đúng không ta? Quận 1 á. Đấy là những cái gian cái sạp bán kính ở ngoài đường. Thì nói chung là giá tầm 50-70 là những cái mắt kính từ xưa giờ mình mua. Tuy nhiên thì hôm nay mình thử mua trên mạng, đặt trên mạng về xem mắt kính ở trên mạng thì nó có hơn gì không. Và giá của nó cũng khá là rẻ, rẻ vô đối luôn. Ở trên mạng nó ghi là rẻ vô đối luôn. Thì mình có hai kiện, một kiện đây là mắt kính mình mua của một cái nhà bán lẻ trên Lazada, còn đây là một hộp mắt kính mình mua gọi là hàng nhập quốc tế La Lobo mọi người. Ok, thì mình sẽ mở hai gói hàng này ra và review trực tiếp luôn mọi người nha. Ở trong hộp này có hai cái mắt kính. Ồ, người ta bỏ vô trong cái bao đựng kính luôn cho mình, và tặng một lùi khăn lau kính. Đây là khăn chuyên lau kính nha mọi người, một lùi luôn, thật sự là một lùi. Thì đúng á, là mua một cái kính nó sẽ cho một mỗi cái kính là một khăn như thế này. Tuy nhiên thì mình mua hai cái nó trên cái tầm giá bao nhiêu, hình như trên 100.000 á, thì mình được tặng hình như là một sắp 10 cái khăn lau kính như thế này luôn. Cái này là hàng khuyến mãi thôi, chúng ta bỏ qua nó và đi đến nhân vật chính. Hôm nay mình mua hai mắt kính, cụ thể là một cái mắt kính cận và một cái mắt kính mát. Ê, đây cái này là mắt kính cận đây. Wow, đây là một cái cọng kính trong suốt màu hồng. Khi mà tóc mình là tóc màu, xong rồi đeo những cái kính này thì kiểu mặt mình nó sáng sủa hơn một tí á. Có người thì nói mình đeo kính gọng đen tròn hồi xưa là hợp hơn, còn có người thì nói mình đeo kính như thế này gọng trong suốt này hợp hơn. Tuy nhiên thì mình cũng thích đeo cái kiểu trong suốt này. Và hôm nay mình order thử cái gọng này với giá là 78.000. Giá ở trên này nó ghi là 178 nhưng đang giảm 56%. Thì giá 78.000 một cái gọng như thế này nó khá mỏng. Và mình đang muốn đeo một cái gọng mỏng như thế này để mang cho nó gọn mặt á. Tại vì mặt mình nó hơi bư, đeo dày quá thì nó lại bư hơn. Để hôm ta. Đấy, cái gọng kính nó như thế này. Về cái độ dẻo dai của nó thì ban đầu mình thấy cũng khá là ổn nha. Mình đã xài ra rất nhiều loại kính rẻ rồi, tại mình cận mà mọi người. Mà mình là có một cái tật rất là hay để quên đồ. Xưa nha, đi học là một năm mình làm mất 2-3 cái kính á, đổi liên tục luôn. Tại vì sau này mình hay là mất đồ vậy nên mình toàn mua kính rẻ thôi để mất đỡ tiếc á. Thì có những lần mà mình mua chúng những cái kính á, nhựa nó dởm á là dễ gãy. Còn cái kính này á, nhựa nó hơi dẻo, nó không có phải là kiểu quá dẻo nha. Tuy nhiên thì nhìn nó cũng rất là đẹp. Cái nhựa này trong suốt nhưng mà nó có ánh hồng. Đấy, nó ánh hồng hồng lên như thế này. Và nó có một cái gọng nối liền hai cái mắt kính này lại là màu đồng. Nhìn nó có vẻ sang sang. Tuy nhiên phải xài khoảng một thời gian để xem coi là cái màu này, phần kim loại này nó có bị reset hay là nó có bị tróc cái lớp màu đồng ở ngoài không á. Nói chung là mình thích cái này, mình coi trên hình là mình đã thích rồi. Ra ngoài thì nó giống trong hình thì cũng yên tâm một tí. Mình nghĩ là nó không có quá giòn như nãy mình đã nói là, thì nó không có cực kỳ dễ gãy. Nhưng mà cái dạng dẻo dẻo như thế này thì nếu mà các bạn xài không cẩn thận thì nó vẫn có thể sẽ gãy nha mọi người. Tuy nhiên là mọi người thấy mình đeo cái này có hợp không? Cái chồng tròn nửa vuông nửa tròn như thế này là các bạn thấy có hợp không? Nếu hợp thì để lại comment cho mình nha. Ok, thì cái kính thứ hai mình mua shop này đó là một cái dạng kính mát mắt mèo kiểu cổ điển á mọi người. Kính râm. Đây, nhìn đẹp ha. Thì cái dạng kính này á, gọi là nó đang trend lại bởi vì cái style retro, vintage và các thứ đang back lại. Nên mình không biết là mình đeo có hợp không. Tại mình có một cái màu đen đeo khá hợp. Nhưng mà màu trắng đen này thì nhìn nó hơi buồn cười nha mọi người. Mọi người thấy mình đeo hợp không? Cái này thì nhìn nó hơi hoạt hình đúng không? Dạng này thì mình nghĩ là nên đeo kiểu này nó sẽ đẹp hơn. Yeah. Cái gọng này là cái dạng mà mình nói là mọi người là cái nhựa nó khá giòn, nó giòn hơn cái kính cận của mình nên là cái nhựa này nó sẽ dễ gãy hơn rất là nhiều. Thường là đụng vô mấy cái nhựa mà kêu kiểu này á mình sợ lắm. Nghe là thấy nó rất là dễ gãy luôn. Kính này chắc chị đeo để chụp hình thôi quá. Và cái chồng đen này thì nó cũng không có gọi là đảm bảo được cái độ chống tia UV á. Để mình nhớ coi, cái này rẻ lắm. Cái này mình mua kiểu thấy xinh mình mua để về chụp hình phối đồ thôi. Mình mua nó với giá 45.000. Yeah, nó rất là rẻ luôn. Mua về để phối đồ, nhìn cái tóc của mình nó hay ra chân đen á, thì cái đây cũng là một cách mà mình kiểu làm che đi cái việc ra chân đen tóc. Là mình hay đeo kính ở trên này. Thứ nhất là nhìn nó cá tính hơn, thứ hai á là nó che được cái phần đỉnh đầu ra chân đen của mình, làm cho mọi người tập trung vô cái mắt kính hơn là cái phần tóc. Mình thì thấy nó hơi buồn cười á, nhìn nó cứ hài hài sao á. Mình
nhìn ngáo nha. Mà mọi người thấy sao, mọi người để lại bình luận ở dưới cho mình nha. Nói chung là tiền nào của đấy á, thì cái này rẻ hơn cái này rất là nhiều, nhưng mà cái nhựa của nó mình cũng không có ok lắm. Ngay từ ban đầu là mình đã mua nó với cái kiểu là chỉ cần nó đẹp thôi, không có cần chất lượng cho lắm. Ok, thì đó là hai cái mắt kính mà mình đã mua. Nếu bạn nào mà muốn mua kính giống như mình thì có thể kéo xuống phần mô tả bên dưới, mình sẽ để link mua hàng ở dưới nha. Còn bây giờ thì cái kính cuối cùng, cái kính này thì hơi đặc biệt một xíu, nó có liên quan đến cái việc sống ảo của mình. Luminous Google, nói chung là chữ này mình không biết đọc. Nó là một cái dạng kính trong suốt, có hình ảnh đèn chiếu laser trên đấy. Thì cái dạng kính này cũng rất là được nhiều bạn TikToker hay sử dụng để làm kiểu biến hình đó mọi người. Ở trên cái vỏ hộp có những cái bạn bên Trung sống ảo luôn này. Thì lúc đó là mình mua hình như là nó khá là rẻ. Tuy nhiên thì sau đó cái đơn hàng của mình bị hủy và mình order lại. Thì nó có giá là 78.000, không có sale gì hết. Ở trong này, trong hộp có một cái cục pin, tại vì kính này có chiếu đèn nên là phải cần có pin. Ok, thì đây là kính, hên quá nó không gãy gì hết. Khui hàng ra thì nó sẽ như thế này, có hai cái phần màu đen ở hai bên, chắc là để gắn pin với lại bật công tắc. Thì có một cái lớp seal ở bên ngoài để giữ cho cái kính nó không có bị trầy xước. Mới đầu mình nhìn thì mình nghĩ là thủy tinh nên là mình sợ vỡ, nhưng mà cầm trên tay rồi thì cái này là nhựa trong suốt. Ok, nhựa nó cũng tốt á, tại vì một đứa hay làm đổ vỡ đồ, nhưng mình thì không nên xài đồ thủy tinh. Ok, mình đã bóc lớp seal ra, thì trên mặt kính này nó có những cái hoa văn kiểu hơi tương lai một tí, nhìn nó giống như bảng điều khiển ở trên game hay là kiểu ở trên mấy cái phim mà khoa học viễn tưởng á. Ok, thì cái này vận hành như thế nào nhỉ? À, chắc nhét pin vô hai cái lõi này, đeo cái kính như thế này đó, thì nó sẽ lòi hai phần đen này ra. Mình nghĩ là nếu mà kiểu mà muốn biến hình đẹp như mấy bạn TikTok thì phải để xõa tóc để nó che hai cái phần đen lại. Bây giờ mình sẽ gắn pin vô thử. Không có lên đèn nè. Nhớ như sao à? Ủa? À, có cái nút. Có nút ở đây. Ồ, hai bên như thế này nè. Nó lên đèn các bạn thấy chưa? Ủa nó chạy nè, nó chạy đèn nè. Sẽ có nhiều kiểu, một kiểu là nhấp nháy, chạy nhấp chậm, còn kiểu là chạy loan. Cái này chắc mình phải cần tắt điện. Đó, nói chung là nó như thầy vậy mọi người thấy không? Đó, thì lên ánh sáng thì nó không thấy rõ lắm. Nó đổi màu liên tục như thế này. Các bạn có thể chỉnh hai bên. À đúng rồi, nó sẽ là đèn của hai bên riêng biệt. Bây giờ mình chỉnh đèn bên phải. Đâu rồi, cái nút đâu rồi? Khó chịu quá. Cái nút ở đâu vậy? Cái nút ở đâu vậy? Đây. Wow, khi mà có ánh đèn thì nó không thấy rõ lắm. Phải tắt hết đèn đi rồi mới thấy được. Đây là mắt kính phi hành gia siêu nhân 78.000. Với 78.000 các bạn có thể biến thành siêu nhân trong cuộc đời của các bạn, thử sống cuộc sống siêu nhân. Ok, thì với mỗi chiếc kính là đều dưới 100.000. Nè, một cái 78, một cái 80 là 158, thêm 45.000 nữa là 200 hơn. Tổng 200.000 rồi, có 3 cái mắt kính rồi. Và các bạn thích cái mắt kính nào trong 3 cái mắt kính này thì để lại phần comment bên dưới ha. Mình thích cái này nhất. Mình vẫn thích cái mắt kính cận này nhất. Còn cái này hơi vui. Nhưng mà nó dễ bám vân tay quá này. Rất là dễ bám vân tay nên là hàng chuyên người ta đẩy siêu lại. Còn về cái phần chất lượng á, là có xài bền hay không thì chắc là mình phải xài rồi mới biết được và cho các bạn biết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Nhớ like, share, subscribe MTV nha. Có những cái trang mạng xã hội mình hay xài như là Instagram, này, TikTok, này, rồi Mailstream, là một channel riêng của mình nữa. Thì các bạn nhớ follow hết nguyên đống nè. Cảm ơn. Đừng quên là nhấn subscribe MTV rồi thì nhớ nhấn luôn cái nút chuông, cái bên nút đăng ký để nhận được mọi thông tin mỗi khi MTV ra clip mới nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video clip. See you.